Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2020. Thì lúc này lên Biển Đông của nước ta đang có cơn bão số 9 rất là mạnh, đang tiến ám sát vào miền Trung từ các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định. Trước mặt mình là một chiếc ghi giã cào đang có neo đậu tại vùng biển của đảo Phú Quý các bạn. Thời tiết hôm nay của đảo Phú Quý bắt đầu gió thổi khá là mạnh. Những chiếc ghe giã cào của các tỉnh đã vào đảo Phú Quý neo đậu khá là an toàn. Đây là chiếc ghi giã cào của tỉnh nào mình cũng không rõ số hiệu các bạn. Đây là khu vực bến cảng của đảo Phú Quý này. Bên cạnh thì có một chiếc tàu hàng các bạn. Đây là một chiếc ghe mành chụp này. Đây là mô hình ghe mành chụp vỏ thép. Mình cũng không rõ số hiệu là của tỉnh nào các bạn. Hình như là ghe của Quảng Ngãi đó. Chiếc này cũng đang neo đậu tại khu vực cảng của đảo Phú Quý các bạn. Thời tiết hôm nay gió rất là mạnh luôn. Những chiếc ghe mành chụp rất là lớn, nhưng phải vào trú bão an toàn, không thể ra khơi với điều kiện đang có bão số 9 rất là mạnh. Gió theo đài dự báo là cấp 14, giật cấp 17. Ngày mai, chiều ngày mai sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi các bạn. Còn đây là một chiếc ghe biển của đảo Phú Quý này, đang có tranh thủ chạy vào bến cảng để mà trú bão. Còn đây là một cặp ghe giã cào các bạn. Đây là ghe giã cào của tỉnh Kiên Giang. Ghe của Kiên Giang các bạn. Hai chiếc khá là to. Cũng đang neo đậu tại khu vực đảo Phú Quý để mà trú gió. Ngày mai thì gió sẽ mạnh hơn các bạn. Đây tiếp tục là một cặp ghe giã cào của Kiên Giang nữa này. Thì có 4 chiếc các bạn. 4 chiếc ghe giã cào của tỉnh Kiên Giang hiện đang có neo đậu tại đảo Phú Quý. Gió hôm nay là cấp 6 các bạn. Thì theo như dự báo, ngày mai thì bão sẽ bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi. Miền Trung vừa mới chịu một trận lũ lụt lịch sử, thì bây giờ lại phải chịu thêm một cơn bão rất là mạnh, sẽ tiến sát vào miền Trung vào ngày mai. Lúc này thì có một chiếc ghe mành chụp các bạn. Đây là ghe mành chụp có ký hiệu ở sau lái ghi là Phong Sa, rất đặc biệt luôn. Ở lái ghi là ghi chữ Phong Sa các bạn. Đang có nhổ neo chạy ra khơi, nhưng không biết đi đánh bắt hay là đi đến nơi nào để mà trú bão cho an toàn này. Vì thời tiết hôm nay là rất là khắc nghiệt, và ngày mai sẽ gió sẽ mạnh hơn nữa. Chiếc máy ghi mành chụp này đang có chạy ra khơi này. Đó, đi qua chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam các bạn. Đây là tàu kiểm ngư của Việt Nam này, cũng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển đảo Phú Quý. Chiếc ghe mành chụp vẫn đang tăng tốc ra khơi. Ghe này có phải là ghe của Quảng Bình hay không, mình không rõ số hiệu các bạn. Hôm bữa có hai chiếc ghe Quảng Bình cũng có đặc điểm rất là giống ghe này. Tiếp tục tăng tốc ra khơi, chạy với tốc độ khá là nhanh các bạn. Đó, ký hiệu sau lái là Phong Sa. Các bạn nhìn sẽ biết ghe ở tỉnh nào. Đây, còn đây là một chiếc ghe giã cào của tỉnh Quảng Ngãi các bạn. Đang có tăng tốc chạy vào cảng Phan Thiết, cảng Phú Quý các bạn. Đang có chạy vào cảng của đảo Phú Quý đây. Chạy tốc độ khá là nhanh luôn. Chiếc giã cào 1 các bạn. Đây là giã cào 1 này. Đây, như vậy là đang có chuẩn bị vào cửa này. Đi qua khỏi bù số 0 thì mình sẽ bắt đầu đi vào cảng Phú Quý. Ghe này là ghe Quảng Ngãi các bạn. Đó, như vậy là đã đi qua được bù số 1 này. Tiếp tục tăng tốc tiến về phía trước. Thời tiết rất là khắc nghiệt luôn. Miền Trung là nơi phải chịu nhiều thiên tai như là bão và lũ lụt. Trận bão số 9 dự báo là một trận bão rất là mạnh luôn các bạn. Đây, còn đây là một chiếc ghe mành chụp. Ghe này là của đảo Phú Quý các bạn. Chiếc này thì đang có tăng tốc tiến về cảng mới của đảo Phú Quý này. Chạy theo hướng này thì sẽ tiến về cảng mới của đảo Phú Quý ở ngay giữa cửa Hòn Lanh sẽ đi vào. Theo như dự báo thì ngày mai tại vùng biển đảo Phú Quý sẽ có gió cấp 7, cấp 8 các bạn. Và đến chiều ngày mai thì bão số 9 cấp 14, giật cấp 17 sẽ tiến vào các tỉnh miền Trung. Thì vừa rồi thì lên thời sự có thông tin là hai chiếc ghe của tỉnh Bình Định đã bị phá nước và mất liên lạc. Lên thuyền thì có 12 ngư dân và một thuyền là 14 ngư dân các bạn. Thời tiết bão số 9 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm nay. Vâng, mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.